Kíp thu nhỏ lỗ chân lông siêu nhanh, giúp da căng sáng, trắng mịn tự nhiên chỉ bằng các nguyên liệu có sẵn trong nhà bếp. Như các bạn đã biết, lỗ chân lông to là một vấn đề phổ biến ở nhiều người hiện nay, nguyên nhân một phần do tuổi tác, gen di truyền, ảnh hưởng từ môi trường sống cũng như trong quá trình chăm sóc da không đúng cách. Vấn đề này nếu không biết cách khắc phục kịp thời sẽ khiến làn da bị kích ứng, các tế bào bị teo, lâu ngày hình thành nên mụn. Và để khắc phục hiệu quả, mọi người chỉ cần chuẩn bị một nắm rau răm với một thìa muối biển và làm theo đúng các bước dưới sau. Bước 1. Loại bỏ những lá rau răm vàng úa, dập nát rồi rửa sạch nhiều lần vào chậu nước. Bước 2. Tiến hành ngâm trong nước muối pha loãng chừng 10 phút trước khi sử dụng. Bước 3. Sau thời gian trên, cho nguyên liệu ra rổ để ráo rồi bỏ vào máy xay sinh tố hoặc sử dụng cối giã nhuyễn với một thìa muối biển. Bước 4. Sử dụng khăn xô ép lấy phần nước, lọc bỏ bã ra bên ngoài. Cách dùng. Trước hết, dùng nước ấm rửa mặt sạch sẽ nhằm loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn. Mặt khác, giúp các lỗ chân lông giãn nở tự nhiên. Nếu có thời gian, nên xông hơi bằng các nguyên liệu gừng, xả, chanh sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Tiếp đến, dùng tay thoa đều hỗn hợp lên toàn bộ da mặt, thư giãn khoảng 30 phút. Sau khi thấy hỗn hợp đã khô tự nhiên thì rửa lại bằng nước ấm thêm một lần nữa. Cuối cùng, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên da để kết thúc quá trình làm đẹp. Thực hiện công thức này đều đặn 2 lần trên tuần sẽ khiến các lỗ chân lông to se khít lại, da rẻ trở nên căng sáng, trắng mịn, mụn nhỏ li ti cũng không dám bén mảng. Để bảo vệ làn da khỏe mạnh, sạch mụn, chị em cần lưu ý một số điều sau. Vệ sinh da sạch sẽ 2 lần trên ngày, tránh để mụn bẩn, bã nhờn bám lên mặt. Nên trang điểm nhẹ nhàng, tránh đánh phấn quá dày, nhiều lớp nhằm giúp các lỗ chân lông được thông thoáng. Trước khi ngủ cần tiến hành tẩy trang, thoa nước hoa hồng để có làn da mịn màng từ sâu bên trong. Chúc các bạn thành công với phương pháp làm đẹp này!